đây kia. Ui con này, con này thì phát nữa. Đây. Ô vật kè. Thấy không? Đừng có đùa. Đừng có đùa với lính. Đừng có đùa với cậu. Đấy. Rồi ok không? À đây là xe thành phẩm mà cái này là cuối đầu đây là. Anh à, mời cả nhà nhá. Chứ con. Quán này ngon rồi. Quán này quá ngon rồi. Một tiểu đoạn nhá. Đang chuẩn bị đi. Đi đi. Quá. Đây. Cao thủ bắt rắn. Đây đây. À, nhìn vết. Bây giờ. Đội đội quân. Có hết như vậy chứ đồ nghề có hết đấy nhỉ. Ta bắt đầu lên đường. Đi bộ đi. Hi, xin chào cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay mình tiếp tục thực hiện một cái sơ gì đó là lại đi bắt cua cá ngoài đồng. Đây, hôm nay thì có rất nhiều anh em cùng đồng hành với mình hôm nay. Không biết là hôm nay thì mới mưa, nước cả. Không biết là có bắt được hay không. Nhưng vì một video giải trí cho cả nhà xem thì anh em mình sẽ cố gắng bắt được thật nhiều cá và cua. Được con nào chưa? À. Đèn này tối quá không kìa. Đèn này thôi để đi thôi. Kinh. Rắn là nó thò đầu lên. Hả? Rắn là nó thò đầu lên chứ. Được một con gì rồi? Sao nào? Con cua đang rút ở dưới đây rồi. Con cua à? Đưa xô đây tôi xách cho không được. Đây. Đưa xô này. Ông cầm cái túi túi đi. Tôi đang cua đang dưới đây. Hả? Đèn điện thoại đấy à? Nhưng mà có ổng thì đi là an tâm không sợ. À, lại em cua đấy à? Hôm nay là rất đông anh em cùng đồng hành với mình đây. Cua này mà chiên lên thì ngon. Lươn á? Có bắt hết. Ấy đây con gì đấy? Con này con gì đây? Đâu? Bằng ái à? Bằng kẽ kẽ à? Ốc bê vàng bắt. Ốc bê vàng thì bỏ qua đi. Đấy. Thì nãy giờ được 3 cua rồi. Vâng. Các tráng sĩ của chúng ta đang rất là chịu khó để soi. Đồng làng rất nhiều hơn à? Đồng làng cái chỗ cái hôm đầu tiên đi đấy hả? Đây, đồng làng đấy. Đây là đồng làng thế. Đâu sao nào đi yên sao nào? Bắt luôn hả ông? Cua thì để nó chạy thì ai nhìn thấy. Đấy, cua đấy. Đây con cua đấy nhá. Đâu đây sao nào? Đây. Dọi thẳng vào đây con cua này. Đây con cua này. To đây. Đây. Vào đây. Tôi dọn đèn lại rồi. Ok. Đấy, một chú cua này. Quan trọng. Đấy nhá, cái là từ nãy giờ là đồng chí Mạnh là được 4 cua, 5 cua rồi. 5 con rồi. Sao là hôm nay là đoàn là 5 người à? Thế vậy là đúng rồi, được mỗi người một con rồi đấy, có mồi rồi đấy. Quan trọng là mắt nhìn thì cần coi như vậy. Đồng đèn ông sáng là tôi nhìn thấy đéo gì đâu. Đèn thôi, nhìn thấy đường đi thôi. Không có nhìn phải. Đấy. To không? Đây. Rồi, đây rồi, quá ngon rồi. Cái. Một chú cua cá nhá. Có gì đấy? Đâu. Ui. To luôn. Đây là cua này, cua cảnh như rồi. Quá ngon. Trong bên mương kia nhỉ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Sô bà. Chạy mất à? Chạy mất à? Nước cá vầy làm sao mắt được? 8-900, 4-600 triệu, 2 triệu. Bây giờ bắt cái đấy, bắt anh ai không được, cấm. Thôi, quay lại đi, cạn rồi. Được, cạn cạn càng ngon. Lên đùi trên kia. Rắn nào cũng có rắn nào nhỉ? Nước cạn đi bắt. Đi. Chưa đây có rắn nào mà bắt được con. Ui, trời ơi. Ok rồi. Đây rồi. Quán này ngon rồi. Quán này quán ngon rồi. Quán này ngon rồi, ngon rồi. Quán này ngon rồi. Cầm lên thế nào, cầm lên thế nào. Cầm lên thế nào. Cầm lên thế nào. Cầm lên thế nào. Đấy, thấy không? Rồi, sản phẩm, phẩm đầu tiên này này. Quá ngon này này. Rồi, ok. Bỏ bao, cái đấy bỏ bao. Hai. À, đây. Bốc bay luôn con này. Con, đây. Con này, đây. Đồng dương. Bốc cơ một bát. Đâu. Có gì đây?
không? Ờ đâu đâu sao? Sao đi đi đi. Cầm đi à? Chạy tiếp à? Ờ cầm đi à? Con đấy cẩn thận mạnh hơn. Cái đầu đâu? Đầu nó dí xuống đất rồi. Dí cẩn thận. Đi rồi. Quay luôn, quay luôn, quay. Quay luôn. Đây 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 đây. Quay. Đi đi. Chạy đi xuống quay đầu. Các bạn biết con này là con gì không? Đấy đấy. Cẩn thận, đầu vẫn còn nha. Đầu vẫn còn. Đây 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 đây. Đây này. Đây đây đây, dí sát này. Này. Đây, dùng đầu rồi vâng. Con này có an toàn rồi. Con này con gì? Con này cắn là rồi. Bật rất nhiều luôn cái loại này. Ok. Rồi, chiến lợi phẩm thứ hai của đoàn. Tôi có mồi các bạn ơi. Ý giời. Tôi này mồi no rồi, mồi ngon không à? Có nồi một nồi cháo để giải rượu hôm nay rồi. Đây này, để cho ông anh bắt con kìa. Cẩn thận lên ngập. Con cuôn này. Đây đây. Đó luôn. Ê giời. Đây. Đây là trai tình nguyện đến về đồng bằng bắt cua đây. Chẳng biết bắt cua. Đây là trai tình nguyện. Cua ấy, bắt đơn giản. Được. Đấy. Có sảy không? Có luôn. Cua chứ sảy được. Đấy. Đây 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 kia. Ừ. Đây. Đây 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 đây. Búp. Mày chết. Đấy. Đấy. Cho đang pháo tay các bạn ơi. Đừng có đùa. Các bạn ơi, đang pháo tay đi. hôm nay có vẻ là hôm nay có vẻ là đi đông người thấy có hiệu quả hơn à? Nhiều. Hả? Nhiều. Lý do là cụ thương là đông người thì phải kiếm được nhiều mồi đấy hả? Đúng rồi. Vinh cho kỹ vào. Có làm sao đấy? Ông Vinh giỏi cũng thay cá bến này. Đây con nữa này, đây kia. Ui con này con này thì không phát nữa. Đây. Đang nằm im. Nè thôi. Ô bật kè. Thấy không? Đừng có đùa. Đừng có đùa với lính. Đừng có đùa với cậu. Đấy. Rồi ok không? À, ok. Rồi ok rồi. Ok ok. Bầm như bầm chuối như này. Mà đấy chỉ dao vào thôi chứ mà dao sắc là đứt. Hỏng hết. Dao cùn là nó hàn tí thôi. Cái loại này to hơn loại mấy cân ông mua luôn. Ngon hơn. Ngon chứ. Chắc cái loại này ngon hơn cái loại mấy cân ông mua nuôi ao không? Tất cả không nhìn thấy. Tất cả nó đục. Nó cái đục nó mới dầm lúa này. Nó lội chiều giờ này. Nó dây đủ lắm. Đi ngược bên kia ông kia ạ. Bờ bên kia. Đây, có ông này là trai tình nguyện về đây đồng bằng bắt cua đây. Tôi bắt rắn quen mà giờ không cho ai bắt. Ừ, đấy. Cá chộp của con rô. Con gì đấy? Rắn. Rô à? Rô cả cước cậu. Rô này mà chiên lên đây rục phí. Rục phí. Rô đồng nó rục phí. Ấy á. Nó trên miền Tây. Xong chưa? Nó chảy mất rồi. Ở đâu? Đấy, nó đồng loại này mới béo đấy. Ngon đấy. Cái chiên giòn lên. Đấy, cái gì đấy? Cái gì đấy? Rắn. Quả gì đấy? Rắn. Chết rồi chưa? Thấy không? Chảy mất à? Rắn à? Rắn mà. Đấy. Đồ má đời chúng tôi anh em tôi sảy một con rồi. Sảy à? Ơ đùi. Ui ui quả này đã đủ rồi thôi vậy là đủ rồi. Quá đủ rồi. Được chưa? Thôi đang xem đây chết rồi. Đang xem đầu. Xem đầu cẩn thận nào. Vào ông đất nước. Rồi. Ôi rắn đỏ à? Rắn đỏ à? Ôi đây đây đây. Bỏ bao ra lại bỏ vậy. Bỏ bao. Đầu vẫn còn đấy. Đâu? Đâu vẫn còn là rút đấy. Đấy, đâu đấy. Đấy, đâu về nó gì? Ý là quay. Anh em mình quay à? Đây, đấy. Các bạn ơi. Ờ, đấy. Đồ má, cái này mà còn xì 2 lít thì ngon. Đó là cho ngó thí bên trong ba thế nào? Đây, ba chú. Cho khán giả ngó thí nào? Đây. Đây này. Đấy. Đấy. Chộp rắn đầy bên trong đây. Chiến binh đằng trên kia đang cũng đang miệt mài kiếm con rắn mà từ nãy giờ. À, tìm hồ chú hả? À, bữa đi săn hôm nay là cũng quá là tâm đắc rồi. Quá tâm đắc. Đây là lúc đầu đi tưởng là toàn anh em mũi nhòm mồm là không kiếm được nhưng mà. Đấy. Ấy. Mày chết đi. Đúng rồi. Ông mới cụ rồi. Xong rồi, đi rồi. Mò đây ơi. Cứ xem. Từ. Rắn mà. Con bé bé đây rắn ơi đi. Không, nó có cỏ. Chạy mất rồi. Chạy mất rồi. Nước mà chảy mất. Bé quá, tha nó, không nó chìm xuống dưới. Đâu?
Năm chim rồi. Chưa chạy được đi đâu. Ướt quần, ướt. Đây rồi, lên đây rồi, đây hoa quả đây. Đây rồi. Đây các bạn ơi, đón đây các bạn ơi. Rồi, ok. Các bạn ơi. Ê, quá ok. Bên đường bên đường. Chạy đâu cho khỏi nắng. Cứ đùa với cậu. Con được con cặp cầm đi à? Theo cá này. Ê giời. Cá này cũng được cái 5 lạng. Này được. Thấy động động. Cứ đi nhá, cứ ông cứ nhìn thấy động có và lòng gọi rồi. À. Có giá. À thế à. Vậy là hôm nay nhà chiến lợi phẩm như thế này là anh em là quá tâm đắc rồi. Và tí nữa lại quay cái bao rắn cho cả nhà xem nữa. Đây, cua hôm nay cua có, cá có, toàn được cua cành, cá cành. Khẹp nóng quá cả nhà ơi. Đi bắt cua bắt cá vui nhưng mà lại nóng. Ok. Dọc dưa hay hoa quả? Cầm nông, ní à. Con cá không đen đó. Vâng, đây hôm nay là chiến lợi phẩm của anh em tôi. À, đây là rắn này, vạch con ơi. Con sâu tí. Soi tí để nó bơi đi. Hôm nay con rắn bị to quá vậy, ai bắt được con đấy vậy? Đây. Vẫn đập đi. Đây này, đấy, rất là nhiều rắn đây này. À, đây là cá. Mít đây ngon. Cho nồi cháo đây nha, mít đây. Nóng. Mít đây đi lùi ra. Nồi cháo đây phải mỏng nóng lắm đấy. À, đây là thành phẩm mà cá đoàn. Đấy. Cá một buổi tối đấy. Bát là một là bát cháo khổng lồ này quá chất lượng. Có 2 cân rắn. Quá ngon. Đây là toàn những cái chuyên gia đầu bếp toàn Hà Nội về. Chế biến đây là tiêu. Ăn thì chất lượng lắm. Tiêu rắc vào. Tiêu đã ăn đến đầu rắc đây chứ. Ai ăn vào nào rắc vào đấy. Tiêu vào. Tiêu nóng. Quá ngon, quá chất lượng. Này ai mà xương khớp đau thì có được bát cháo này thì mọi đau đớn là tan biến hết. Thân xà. Con này phải cân tử nhỉ. Ngon, hôm nay bắt được toàn con to. Đấy cái quả xương của nó đấy, xương nó to khổng lồ đấy. Quả xương đấy là tí nữa là đấu giá nhá. Có bao giờ không? Tôi cứ để ở ngoài. Được không? Quá ngon. Rồi. Còn rắn hơn. Cho tí xin tí tiêu cho nào. Tí tiêu đây. Không hiểu ngọt đấy. Ngửi mùi rất thơm mình. Quá tuyệt vời. Ừ, ngon lắm các bạn. Tiệm ăn tiêu. Có anh cho thơm có chưa? Có hết rồi. Cho thơm có rồi. Rồi giờ cái này là cuối đầu đây là. Anh Minh ơi, cho hết chén trước ra ngoài đi. Bắt để luôn. À, mời cả nhà nhá. Chất lượng quá.